Mỗi sáng ở
quyền phép vô cùng cũng không thể cho ta điều gì hơn nữa. Đầu Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng cũng không biết cho ta điều gì hơn nữa. Và dầu Thiên Chúa giàu có vô cùng cũng không còn có điều gì cho ta hơn nữa. Rồi Thánh Phêrô ngài cũng nói rằng thánh lễ là tình yêu vượt trên mọi tình yêu trên trời dưới đất. Người Việt Nam chúng ta thường nói rằng máu chảy ruột mềm, hình ảnh này muốn nói lên tình thân thương thân ái giữa mọi thành viên trong gia đình với nhau và hoàn vương chồng hơn, đó là tình đồng loài để ra tay cứu giúp những ai hoạn nạn khổ đau và những người bất hạnh. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ lời từ miệng Thiên Chúa phát ra qua bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Ông Mô-xê nhắc nhở dân Do Thái hồi tưởng lại những cái kỷ niệm diệu kỳ Chúa đã làm với họ để tôn vinh quyền năng cao cả của Chúa, cũng là để cảm tạ tình thương bao la của ngài. Còn Thánh Phaolô ngài nhấn mạnh đến sự nhiệm công khi ngài viết cho giáo đoàn Cô-rinh-tô cũng như là viết cho mỗi người chúng ta tham dự thánh lễ hôm nay, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Qua bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe, tôn thờ Chúa Giêsu thánh thể cũng là tôn thờ quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Bởi lẽ như chúng ta đọc kinh cảm ơn công dụng trong mùa tây cả, Chúa trọng vô cùng và cả trời đất chứa chẳng đủ mà đầy muốn ở trong một hình bánh nhỏ làm vậy, vân vân. Thiên Chúa cao cả ẩn mình trong bí tích thánh thể vì yêu thương con người. Qua bí tích này, Thiên Chúa cũng dạy chúng ta bài học khiêm nhường, sống và hy sinh vì tha nhân, như Chúa đã trở nên của ăn của uống cho con người. Vì thế bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta hãy suy niệm sâu xa về lời Chúa Giêsu đã nói với dân Do Thái xưa kia: tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Bánh tôi vì bánh tôi ban là chính thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Vậy mà trong thực tế, nhất là trong đời sống đạo của mỗi người chúng ta, vẫn có nhiều người thường bỏ nước lễ mà bỏ nước lễ có thể do thái độ lãnh đạm thờ ơ hay là kiêu ngạo, cũng có thể họ bỏ nước lễ vì sự cao trọng của bí tích thánh thể nên họ mặc cảm tự ti sợ sệt về tội lỗi của mình mà không ăn năn thống hối để nên rước lễ. Nhưng dầu sao vì vào lý do nào đi chăng nữa thì bỏ rước lễ là khinh rẻ, là xúc phạm đến tình yêu và làm trái lệnh của Đức Giêsu Kitô. Còn đối với chúng ta, còn thái độ của chúng ta hôm nay đối với bí tích thánh thể thế nào? Có siêng năng tham dự thánh lễ không? Có siêng năng dọn mình trước lễ một cách sốt sáng hay không? Hay chúng ta lại lười biếng bỏ trước lễ, trước lễ trong khi chúng ta còn phạm tội trọng nữa? Qua sự kiện đời chúng hôm nay, mỗi người chúng ta hãy kiểm điểm lại bản thân để rồi chúng ta sẽ có một cái tâm hồn trong nóng. Chúng ta rước mình Thánh Chúa và nơi tâm hồn để ngài ở, ngài đồng hành, ngài nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, vì yêu thương nên Chúa đã thiết lập cái thánh thể để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho mỗi người chúng con biết năng dọn mình rước lễ một cách sốt sáng để được những ơn Chúa ban tặng và biết tích tình yêu này. Xin Chúa ban